Ở đây mấy đứa nhỏ vừa tắm ở chỗ này luôn à? Vâng. À, chỗ này vừa để rửa bát luôn đấy nhỉ? Vâng. À, làm chỗ tắm đấy à? Chỗ này luôn á? Thế là phải khoan lại, khoan hết cái đá này đi à? Đây, con bò hôm nọ mua lên đây các bác. Con bò này ăn cỏ không ấy? Có. Có à? À, ăn nhiều đúng không? Em gì quay gia đình một tí. Ngại lắm. Ngại lắm à? Ôi không ngại đâu. Nhìn đây. Nó tươi tươi lên nào, cười lên nào. Hôm nào mưa về chắc nước nhiều ấy nhỉ? Đêm thấy mơn tàu ấy hả? Khu vực đây thì quanh năm nước nó vẫn chảy các bác. Đến cái mùa mà khô nhất thì nó vẫn về nhỏ giọt. Thì bà con ở hố chua đây thì vẫn có nước để dùng ấy. Hôm nay mình giặt quần áo đây à? Nên ở tuần suối rồi. Đây là gia đình của nhà vợ áp phó ra đây để giặt quần áo. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Xin chúc tất cả các bác có một ngày mới làm việc vui vẻ và luôn thành công trong công việc. Tiếp theo nội dung ngày hôm nay thì được tiếp tục quay trở lại chỗ nhà của em Lử năm con. Hôm nọ thì em Lử cũng có đi làm thuê các bác. Thì cũng đã về rồi, em Lử cũng bảo là em đi làm thuê về rồi. Thì hôm nay Lử cũng quay trở lại đây để xem là hôm nay là gia đình làm gì các bác. Hôm nay thì cũng là cái ngày cuối tuần á. Thì trẻ con ở trên này cũng đã đi học về hết. Xin chào Ali nhá. Bố đi đâu rồi? Bác Chi này. Hả? Bố đi làm nương chưa? Mới Tết rồi là. Hả? Ờ. Ở khu vực ở đây thì được để ý là bà con cũng đã để trồng ngô rồi các bác. Hôm trước thì lên đây thì thời tiết nó nắng quá thì bây giờ đất nó bắt đầu mềm rồi, bà con đã trồng hết. Rồi Lử sẽ lên trên nhà của A Lử xem là hôm nay là gia đình là làm cái công việc gì. Căn nhà của vợ chồng A Lử đây. Đấy, đầy ngô đã lên rồi nha các bác. A Lử ơi. A Lử ơi. Xin chào nhá. Chào vợ bác Sò. Đi đâu về đây? À, bác Sò ra đây hội trồng ngô á? À, thế là hôm nay gia đình cũng trồng ngô à? À. Thế hôm nọ vừa đi làm thuê mà. Đi 2 ngày mưa lại về. Đi làm đâu mà đi 2 ngày về rồi? Đi Cao Bằng. Đi Cao Bằng á? Đi Cao Bằng làm công việc gì? Bốc vác. Bốc vác á? Đi bốc ở tận Cao Bằng. Nhưng mà mưa quá à? Mưa ở nhà mưa về không biết còn đi không? Nhưng mà mình đi hàng 2 ngày đấy họ có trả tiền luôn chưa? Mình làm một ngày nó trả một ngày tiền. Mình làm một ngày họ trả một ngày luôn á? À nhờ? Trang. Thế là gọi là đi bốc vác thôi đúng không? Vâng. Thế là đi 2 ngày được bao nhiêu tiền về? 2 ngày được 500 đủ tiền xe về. 2 ngày được 500 đủ tiền xe về à? Tại mưa quá đúng không? Vâng. À, là mưa quá tranh thủ về để giúp vợ con để trồng ngô luôn. À, thế là hôm nay vừa đi trồng về à? Vừa trồng về ăn trưa. Ăn trưa chưa? Vâng. Vừa ăn xong à? Ừ. À, thế là bác Sô mở thử à? Bác cho một quả. Bác cho đi chợ á? À? Lâu lắm rồi không gặp bác Sò, dạo này bác Sò kiểu mất tung tích ấy, mất dấu hay sao? Bác Sò nhìn mua gió là nhìn mua gió là chị mua. Này mua mà này là tôi lỏn hạt tôi lỏ tệ. Lỏn hạt cho lỏ tệ thế? Này thì thế là lỏ là mình bỏ tổ này thì lỏn lỏ là bỏ tổ tàu là thứ hai mà mình trả cho mình muốn đặt tiền. Lâu muốn trả cho. À. À má chị lỏn trả. Ơ, xin chào chơi nhá, chơi chào chú Lử chưa, chào anh Lử chưa? À, chưa đi đâu chơi đâu về đấy. Hả? Chưa đi chơi đâu về đấy. Không có xe thì nó. Một sạp thôi là. Sạp thôi là.
lâu lắm mà không gặp Trơ rồi. Trơ vẫn đẹp trai như xưa nhỉ. Đấy. Trên đông dưới hè. Ta tròn tên mà ta chỉ lưu dưới hiểu. Phong cách kiểu con trai lát sò. Ủa mày đứa này tắm à? À. Tắm ở đâu đây? Ở ngoài này luôn á? À, mấy đứa này đang tắm ở ngoài này các bác. Đấy, làm cái chỗ kia là cũng tiện đấy nhở? Làm xuống đấy tiện luôn đấy. Máy bơm này mới mua về luôn à? Trước em mua về bằng... À, trước mua về để kéo nước ở bên kia sang đây đúng không? Máy này bao nhiêu tiền? Máy này 1 triệu 3. Xin chào nhá. 1 triệu 3 à. Bây giờ vẫn dùng ngon mà đúng không? Bây giờ vẫn dùng ngon. Mới mua. Thế sau hôm nay là trồng hết bao nhiêu nương rồi? Nay trồng nửa cân thôi. Hôm nay trồng được nửa cân á? Thế là giờ về ăn trưa không, tí nữa lại đi tiếp à? À, hôm nay có nhiều người không? Đây, có 4 người. 4 người á? A Lử với vợ A Lử và vợ bác Sò. Vâng. Còn ai nữa? À, em gái nữa. Em gái á? Em gái vợ. Em gái vợ à? À, em gái gì đúng không? Em gì đấy? Đây là căn nhà của gia đình nhà em Lử các bác. Bây giờ có nhà mới này ở nó khác không? Khác khác xưa nhiều ấy nhỉ? Mưa thì nó không chạy vào nhà. Mưa nó không chảy vào nhà đúng không? Đấy. Ở đây mấy đứa nhỏ vừa tắm ở chỗ này luôn à? Vâng. Ờ, chỗ này vừa để rửa bát luôn đấy nhỉ? Vâng. Ờ, nước nó chảy qua đường bên kia. Chỗ kia là nó chảy xuống chuồng luôn đúng không? Vâng. Là một cái lỗ kia mà đúng không? Thế A Lử bảo là chuẩn bị làm một cái bể á? Chưa có thời gian để làm chỗ tắm ở đây. Làm chỗ tắm ở đây à? Chưa có thời gian là... Chỗ này luôn á? Vâng. Thế là phải khoan lại, khoan hết cái đá này đi à? Không khoan cũng được mà, mình lấy xi măng xong là mình... Mình làm cao lên à? Cho nó rộng tí. Cao lên thì nó lại, cái cây kia chắc phải bỏ đi. Không bỏ được à, không bỏ cũng được. Không bỏ cũng được à? Để một cái cột đây xong là mình... lấy cái cây này cho nó thả đi, xong là mình lập tôn vào không? À, lập tôn vào để cho nó kín để tắm cho nó thoải mái đúng không? Ừ, thế cũng được. Bên này thì mình kéo bạt. Bên này kéo bạt à? À. Thế thì sắp tới có thời gian thì triển khai làm thôi. Làm để cho vợ con nó thứ hoặc là mình cũng được tắm đây luôn. Bây giờ mùa hè rồi, nước thoải mái đúng không? Nước ở đây thoải mái. Mùa này 28. Đúng rồi, mùa này nó nóng mà. Hai vợ A Lử đang cho em bé ăn. Em bé được mấy tháng rồi? Thế tụi mày mua hoàn toàn lì rồi? À, 5 tháng rồi à? Ừ. Đây, nấu cái gì đây? Con này nếp nó gì hả? Mồm lê à? À, đây là bột gạo. Xay, xay nhỏ. Thế bây giờ mình đang nghỉ trưa để xong tí nữa đi à? À, em gì đây à? Vâng. Em gì đây? Em gì là bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Em gái này bao nhiêu tuổi rồi? Lấy chồng chưa? Chưa à? Ủa sao ngại thế? Em tên là gì? Tên là Mai. Tên là Mai à? Thôi bỏ cái mặt ra đi, cho mọi người nhìn một tí. Ủi xinh gái nhờ? Xinh gái đấy. Có người yêu chưa? Chưa, để quay ra đây cho mọi người, cho các bác nhìn mặt một tí. Hả? Quay ra đây. Hả? À, Lử bảo em gái quay ra đây, em gì quay ra đây một tí. Ngại lắm. Ngại lắm à? Ủa, không ngại đâu. Ngày nào mà bọn anh chả lên đây. Mai bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi á? À, hớt cái tóc ra đây một tí nào. Không? 16 tuổi. Ủa, xinh gái nhỉ? Có người, chưa có người yêu đúng không? Rồi. Thế là em gái của vợ. Em gái ruột luôn á? À. Xinh thế. Thế là tí nữa em gái cũng đi trồng ngô hộ luôn à? À dồi. Hôm nọ là Trúc đi chặt đâu về? Chặt bên kia về à? Ừ. À. Mình cũng có nhiều là cái Trúc nó đẹp hơn. Đấy. Ừ, chặt cái Trúc để vào đây anh thấy là hợp lý hơn đấy. Bên này nếu mà được thì để bên Trúc này, nhưng mà cái Trúc nó lại không chắc bằng. Em phải làm một hàng của cái Trúc ở đây nữa. Vẫn làm một hàng à? Ừ. Làm ở đằng trước à? Ừ. Nó đẹp đấy. À, đấy. Các bác nhìn là A Lử cũng chặt những cái cây Trúc về để làm hàng rào đấy. Rào lên đây nhìn cũng đẹp.
Nhưng mà lúc nó màu xanh này nhìn nó đẹp thôi. Không, lúc nó màu xanh xong là nó mọc vàng ra, nó vàng đổ đẹp, đó. Ấy, nó đẹp hơn nữa đúng không? Nữa. Nhưng mà nó phải mình phải để nguyên cả để nguyên bằng. Cả máy, máy cắt cho nó vào bằng. Bằng. Nhưng mà bây giờ mình nó phải kiên cố. Còn chứ vỏ đẹp thì cũng được nhưng mà nó phải chắc. Chắc à. Mình phải đảm bảo khoan cái lỗ nó sau một tí. À khoan lỗ xuống đấy à? Mình phải đảm bảo an toàn cho các em thôi, cho các cháu. Chứ còn bảo đẹp thì ai chả thích đẹp đúng không? Đấy. À, lấy gì đấy? Lấy rau à? Ờ. À, đây, con bò hôm nọ mua lên đây các bác. Con bò này ăn cỏ không ấy? Có. Có à? À. Ăn nhiều đúng không? Sáng nay đi cắt cỏ chưa? Sáng nay chưa. Chưa đi à? Nhưng mà trong nhà vẫn còn đúng không? À, đàn bò hôm nọ có mua cho gia đình nhà A Lử đấy các bác. Con bò đẹp nhá. Gia đình bây giờ là có được một đàn bò này rồi. À, một cặp bò đây. Cái này trộn với phân à? À. Để tí nữa là lại bắt đầu là đi trồng ngô. Bây giờ gia đình nhà A Lử là bắt đầu là đi trồng ngô các bác. Hôm nay thì A Lử sẽ lên trên này cùng gia đình A Lử để xem là gia đình trồng ngô ở đâu các bác ạ. Nương nhà mình ở chỗ ngày trước là đi cày nương trên đấy à? Hay không phải? Không, trên đấy mình trồng hết rồi. Trên đấy trồng hết à? Ừ. À. Hôm nay là có... Hôm nay là gần hơn à? Chỗ này bà con đã trồng hết rồi. Chỗ ở chỗ mình đang đứng đây là nương của nhà ai đây? Nhà A Pố. A Pố à? Nhà A Pố cũng trồng hết đấy nhỉ? Thế sáng nay là trồng từ trên kia xuống nhỉ? Vâng. À. Đấy, trưa bà con đang vẫn phải là tranh thủ đi trồng luôn. Cho mấy viên đây? 5 viên 4 viên. 5 viên 4 viên à? Ờ. À. Trồng cách khoảng 50 phân. Các bác xem ở xung quanh nhà bên kia là đất nương của nhà anh Xà. Bây giờ ngô cũng đã lên rồi. Hôm nọ mưa 2 trận phát là ngô nó bắt đầu nó tốt lên luôn. Trồng cả dưa chuột à? Vâng. À. Đấy ở dưới kia ngay chỗ cái bể kia đấy trẻ con là tập trung đấy để tắm rồi đấy. Đến giờ trưa nắng nóng rồi. Đứa nào cũng cởi chuồng. Và đến giờ các bác nhìn là hũ chua này là toàn những cái căn nhà gọi là biệt thự đá ở trên đỉnh hũ chua đấy. Từ bên đỉnh Mã Pì Lèng cái con đèo bên kia về thì các bác sẽ được nhìn thấy những ngôi nhà mà có mái tôn màu xanh ở đây. Thật sự quá là đẹp. Một năm quá là vui trên đỉnh Hấu Chua. Khi tất cả các hộ gia đình ở trên này cũng đã được các bác yêu mến, đã hỗ trợ cho bà con làm được những cái căn nhà rất là tuyệt vời. Chỗ này làm ba hàng. Okay. Trên kia là vợ A Lử đang lấy phân ở trên đấy à? Vâng. Sao không để gần gần dưới này? Chỗ đấy để nó lấy ra lên trên nó. Cả lên trên nước à? Lên hết tít ở trên kia này luôn á? Vâng. Ừ.
Đấy, quả lửa là đang bắt đầu cõng phân xuống này. À, lời bảo không biết trồng, không biết trồng lắm á. Trồng lên trên, biết trồng bao nhiêu. Em Mai là có người yêu chưa? Chưa có à? 16 tuổi rồi. Cố gắng đợi 2 năm nữa lấy chồng nhá. Tháng 2 Mai đủ tuổi rồi lấy chồng nhá. Thế có muốn lấy chồng xuôi không? Có. Có à? Đấy nhá, em Mai muốn lấy chồng xuôi các bác. Em Mai có Facebook không? Có. Có. Facebook của em là gì? Mai Phương Ly. Mai Phương Ly à? Vâng. À, đó. Facebook của em Mai là Mai Phương Ly nhá các bác. Bác nào mà muốn làm quen với em thì các bác phải nhớ là đợi là 2 năm nữa nhá. Thì hiện tại là em chưa đủ tuổi để lấy chồng đâu. Em Mai nhá, 2 năm nữa lấy chồng sau nhá. Rất xinh gái luôn các bác. Đặc biệt ở trên vùng cao này các em phụ nữ này, nó có một cái làn da nó cực kỳ là đẹp. Không qua make up hay là chỉnh sửa gì. Hoàn toàn là bằng tự nhiên đó. Thế là Mai học hết lớp mấy rồi? Lớp 9. Học hết lớp 9 à? Vâng. Thế là không đi học nữa hay sao? Không. Sao không đi học nữa? Bố mẹ không cho. Bố mẹ không cho đi à? Ngẩng cái mặt lên một tí. Bố mẹ không cho đi học à? Vâng. Trời ơi. Thế là bây giờ em đang ở nhà thôi hay là đi làm ở đâu? Ở nhà thôi. Ở nhà thế á? Vâng. À. Thế là chi thoảng là anh chị nhờ sang đây trông các cháu là mới sang được à? Vâng. À. Khổ nha. Chí ơi. Định thêm một lỗ này á. Dày quá thì ngô lại hút, tranh nhau hút hết chất. Trên này bò không cày được nhỉ? Cày được không? Thế bên này là tự dùng cuốc để cào đấy á? À. Dốc quá các bác. Trên này mà muốn cho bò cày cũng khó. Bò không được. Ừ. Cái con bê con kia là con đực hay con cái nhỉ? Có cái thôi. Con cái đấy à? Con cái hình như là cũng cày được mà nhỉ? Cày được. Cày được. Thế là năm sau, 1-2 năm nữa là huấn luyện nó cày được rồi đấy. Đấy, bỏ cái khăn ra. Đấy, nhìn sang đây, em nhìn sang đây. Sao thế? Đấy, nhìn sang đây. Hả? Đấy, anh xin chụp một cái ảnh thôi. Đấy, hơi tóc ra nào. Đấy, nhìn ra đây. Đấy, nhìn ra đây. Thoải mái lên, tự nhiên lên. Ôi. Nào, không ngại đâu. Nào, ăn gì là Ninh nhá. Đấy. Nhìn đây. Nào, tươi tươi lên nào. Cười lên nào. Rồi em làm đi. Tôi đeo đội khăn vào, đội khăn vào. Đấy, đội khăn vào đi, nó nắng. Nó phủ à, cho cút luôn à. Thế là nhà em là có bao nhiêu anh chị em? 4 anh chị em à? Cả chị vợ A Lử đây cũng là 4 nữa à? Yeah. À. Em là đứa út à? Không ạ. Không á?
vẫn còn một cậu út nữa. Thế là bây giờ là còn hai chị em. Thế là vất vả đấy. Thế đã muốn lấy chồng chưa? Chưa đâu đúng không? Đợi đủ tuổi rồi lấy. Chỗ này là hạt bí à? Gần hết rồi. Facebook của em là Mai Phương Ly đúng không? À rồi, ok. Hình đại diện là em luôn đúng không? Hay là hình hoạt hình thôi? À, hình của em luôn à? Đó, các bác nào mà muốn kết bạn nói chuyện cùng em thì vào Facebook nick là Mai Phương Ly. Đó. Đặc biệt là cấm kỵ là rủ dê gọi là lấy vợ lấy chồng nhá, chưa đủ tuổi đâu. Đây A Lử cũng chưa cho lấy đâu. Đúng không A Lử? Đã đủ tuổi đâu. Hình như là em gái em gì là đợt trước là A Lử là cống vải các thứ là cũng đều xuống giúp mà nhỉ. À, cống tôn các thứ là hình như là được thấy có em đấy cũng xuống, tại vì nhìn thấy quen quen á. Đó nọ thấy có cả thêm hai em gì mà em gì cũng là à, cũng là cùng ở một thôn ra. Không, em đấy là hai chị em luôn. À, cũng là hai chị em. A Lử là cũng may mắn đấy các bác, nhưng mà cũng được các em gì thì cũng ra để giúp trông cháu này. Nên nhiều khi là đi làm thuê các thứ thì vẫn nhờ được các em gì sang để trông các cháu. A Lử đã đang cho phân và pha thêm một chút là do để cho vào cái hố cây ngô. Trồng ngô xong là A Lử định làm nhà tắm luôn hay là lại tiếp tục đi làm thuê? Làm tắm thôi, không đi làm. Làm nhà làm không đi làm nữa đúng không? Đi làm vất vả lắm, làm cả 2-3 ngày không được. Thế thôi mình cứ làm ở gần nhà vợ con được, tại vì là con nhiều ấy, nhiều lúc là năm ngoái thì A Lử vừa đi làm xong là lại ốm đau cái thứ là lại phải về. Vừa đi làm được 1-2 tuần không ở nhà con lại ốm xong lại phải chạy về. Khi nào con lớn hơn thì đi cũng được. Một mình ở nhà vợ nuôi tận 5 đứa cũng khó.
mà nếu như mà ở nhà thì lại không có tiền, thôi cứ làm gần gần ở nhà thôi nhỉ. Xem ở ngoài huyện có công việc gì thì làm ở đấy chứ không đi xa nữa. Đúng rồi, nó mất nhiều tiền đấy. Trước gia đình mình vẫn trồng thêm cả củ dăng ở đây à? Không lấy về cho ấy đi. Cho bò. Cho bò đấy à? Bò cho lợn. Cho bò cho lợn. Ăn được. Củ này ăn được á? À, củ này mình luộc lên ăn ngon mà nhỉ? Ngày xưa kiểu ở nhà ấy, hay nấu rượu xong là mình cho vào cái bống ngô ấy. Đúng. Sáng về nó cũng chín mà. À, hôm nay chỗ nhà của anh vừa cũng trồng ngô đấy các bác. Chị chúa là mọi người cũng chắc là vừa về ăn cơm xong. Mà em mai là sẽ là lại vun ngô, còn hai vợ chồng A Lử là một người là gieo hạt, một người cho phân. Vợ bác Sò là sẽ phải tạo hố. Mỗi người một công việc. Có sợ cây nó đổ à? Không, nó không đổ được. Bởi vì không có gió thì nó không đổ được. Có gió thì nó vẫn gãy rồi. Nó tơ ra thì nó gãy ra. Giống cái giống cây mà cây nó cao ấy thì nó sẽ đổ. Đúng. Ở đây là mình trồng ngô lai hay là mình chỉ trồng cái ngô địa phương? Ngô địa phương. Trồng ngô địa phương à? Lai năm trước lại trồng nó không trái. Nó không cháy á? Vâng. Có nghĩa là nó không được nhiều hạt hay là không? Vâng, không được nhiều hạt. Và ít bắp thôi đúng không? Đúng. Trên này thì trồng một cây nó chỉ được một bắp thôi. Đúng. Còn ở dưới xuôi thì họ trồng là cây nào cũng được hai bắp á, nên là cái năng suất nó cao hơn. Có lúc một bắp là không được ấy. Đúng rồi. Xong là bị sâu gió ăn hết đấy. Nên là mới phải gieo nhiều hạt, phải 5 hạt, 4, 5 hạt đấy. Lại hết hạt giống nhỉ? Trồng chiều nay mấy giờ mới nghỉ? Khi nào hết thì thôi à? 4 giờ. Mà không hết thì lại để ngày mai à? Không hết thì để ngày mai. À, tại vì là có vợ bác Sò với lại em gì ấy nhỉ? Còn là hai vợ chồng ấy thì chồng thích nghỉ lúc nào cũng được. Đúng. Thế thôi gia đình mình cứ làm nhá. Gia đình cứ làm nhá. Chào em mai nhá. Bye bye em. Gia đình cứ làm nhá. Không, cũng vừa nãy ăn sáng rồi, ăn sáng rồi mới lên mà. Cảm ơn A Lử nhá. Cứ làm nhá. Hôm nào có làm việc gì thì gọi anh lên nhá. Lên mẫu đây nhá. Cố gắng thì chiều nay sắp làm xong rồi. Cố gắng chiều nay làm xong. Ở dưới này thì xuống gia đình nhà của anh vừa, mọi người cũng vẫn đang trồng ngô đây. Được, sẽ xuống cái này xem là hôm nay là lực lượng sang giúp nhà anh vừa có đông không. Đây có cả chị Mai. Hiện tại thì vợ chồng của nhà anh Xúa thì hai anh chị cũng đã đi làm thuê rồi các bác ạ.
Bây giờ đi học về thì bé Thơ với lại mọi người nhà sẽ ở cùng với lại các chú thôi và ông bà ăn cơm ở đó. Đấy, các bác xem là ngô ở đây mọi người đã trồng cũng đã lên khá là cao rồi, được khoảng 10 phân rồi nhé các bác. Nên chụp cười đi nào. Ờ, anh Vư là muốn chụp tả. Ồ, hôm nay nhà mình có đông người không? Có bên tủ chưa? Ừ. Ừ, chào ông nhá. Thế cho con đi mùng không nên thêm mà tả mà nhớ. Ho cổ keo á. Ồ. Mọi người là chiều nay là trồng hết đến à. Chỗ những cái đường ống nước kia nó là xong rồi các bác. Nhưng mà tả ích kỷ nào mà nhớ. Chiều tả thiếu. À, vẫn còn trên nhà bác Trơn á. Đừng hỏi rằng là hết luôn cả một thổ nương của bà con thì vẫn còn trên nhà bác Trơn á. Nên là xuống cho nó đi nhé lỏ. À, hôm nay nó cửa. À, trên này là hạt giống ngô. Chỗ này là mỗi khi mà mưa to này là sẽ chảy qua cái rãnh này về này các bác ạ. Đi học chưa gái? Hả, đi học chưa? Tí nữa đi à? Hiện tại nhà anh Súa là mọi người đi làm thuê rồi. Bây giờ thì lượng chắc là cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Xin chào nhá. Đi đâu đấy? Bố mẹ đi làm thuê rồi à? Hả? Đi bao lâu rồi? Đi được mấy hôm rồi? Muốn ăn đòn nông à? À, thứ sáu vừa đi à? Thế thì con phải bảo là thứ sáu đi rồi. À, học lớp mấy rồi? Học lớp 2. Học lớp 2, ở đấy học lớp 2 rồi tập nói tiếng phổ thông đi. Hả? À, giống như kiểu mà cô giáo hỏi bà ấy. Đúng không? Ừ, đi về nhà đi, nắng lắm. Anh Thò đâu rồi? Anh Thò bên kia à? Ờ. À.